Chào các bạn, hôm nay ra vườn mình thấy cây thương lục và cây thơm kiển ra trái, nhìn đẹp quá, mình muốn chia sẻ quay cho các bạn xem. Đây là cây thương lục hay còn gọi là cây sâm, trồng dùng làm thức ăn cho chim rất tốt. Bông màu trắng, trái còn nhỏ màu xanh, mà chính thì màu đen các bạn. Cây thân nhỏ, nhánh mảnh mai ra trái kiểu cành, nhìn đẹp quá ha các bạn. Đây là chậu thơm kiển ra trái nhỏ xíu, tí nị nhìn đẹp quá các bạn. Lá thơm kiển dài, nhiều gai, sắc bén. Mình thấy lạ quá, mình chia sẻ quay cho các bạn xem. Thì đây lần đầu tiên mình cũng mới thấy cây thơm kiển này đó các bạn. Trái thơm bé tí, lớn hơn ngón tay cái mình nè các bạn. Ở vườn cũng có mấy cây thương lục nhỏ đang ra hoa kết trái, mình quay cho các bạn xem nha.
lạ quá mình chia sẻ quay cho các bạn xem. Giờ thôi mình xin phép dừng video tại đây. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình với nha. Đăng ký hoàn toàn miễn phí các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye các bạn.